máy bay Ukraine đụng nhau giữa trời, phi công lừng danh thiệt mạng. Không quân Ukraine xác nhận vừa mất 3 phi công khi hai máy bay phản lực huấn luyện L-39 va chạm nhau. Trong số người chết có phi công nổi tiếng với biệt hiệu Juice. Vụ va chạm xảy ra ngày 25 tháng 8 ở Zitomi phía Tây Kiev nhưng hôm nay không quân Ukraine mới xác nhận sự việc. Ba phi công của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Một trong số họ là đại úy Andriy Pinsiko, người nhận huân chương dũng cảm hạng 3, được biết đến với biệt hiệu Juice không quân Ukraine thông báo trên mạng xã hội ít tên mới của Twitter. Phía Ukraine gọi việc mất ba phi công này là một mất mát đau đớn, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức để xác định nguyên nhân dẫn tới va chạm. Đại úy Yus từng là phi công lái chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine. Khi xung đột với Nga bùng nổ, ông đã tham gia bảo vệ bầu trời thủ đô Kiev. Ông nổi tiếng sau một loạt cuộc phỏng vấn với báo Washington Post, Financial Times, đài CNN, Fox News, BBC News. Trong đó ông kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu hiện đại. hãng tin Reuters cũng gọi việc mất 3 phi công là một đòn giáng mạnh với Ukraine. Vụ việc xảy ra khi Ukraine đang chạy đua với thời gian để đào tạo phi công cho các tiêm kích F16. Phương Tây cam kết cung cấp ít nhất 61 chiến đấu cơ F16 cho Ukraine. L39 là máy bay phản lực huấn luyện, được giới thiệu lần đầu vào năm 1972. Không quân Ukraine thừa hưởng các máy bay L39 sau khi Liên Xô tan rã máy bay dài hơn 12 mét, sải cánh hơn 9 mét, phi hành đoàn tiêu chuẩn gồm hai người, mặc dù là máy bay huấn luyện, L-39 cũng có thể đảm nhận vai trò máy bay tấn công hạng nhẹ. Mỗi chiếc L-39 có 4 điểm gắn vũ khí dưới cánh, mang được tối đa hơn 1,1 tấn vũ khí.